Chứng kiến sự hút khách của Mitsubishi Xpander, các hãng xe khác cũng không thể ngồi yên, bằng chứng là trong thời gian tới, sẽ có đến 4 mẫu MPV cỡ nhỏ mới sẽ ra mắt thị trường Việt Nam. Cụ thể là những mẫu xe nào thì mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây. Suzuki Ertiga Hybrid. Suzuki Ertiga Hybrid 2022 đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 4 năm nay. Hai tháng sau, mẫu xe này tiếp tục trình làng ở thị trường Indonesia. Chẳng bao lâu sau đó, các đại lý tại Việt Nam cũng dục dịch nhận cọc dành cho mẫu MPV cỡ nhỏ này. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Suzuki Ertiga Hybrid 2022 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm nay với hai phiên bản là số sàn MT và số tự động AT. Giá xe Suzuki Ertiga Hybrid 2022 ở hai phiên bản dự kiến lần lượt là 520 triệu và 590 triệu đồng. Cũng như phiên bản cũ, Suzuki Ertiga Hybrid 2022 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia vào Việt Nam. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu xe này có trang bị và thiết kế giống xe ở thị trường Indonesia. Ở phiên bản mới, Suzuki Ertiga Hybrid chỉ được thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất như lưới tản nhiệt mạ chrome và nẹp mạ chrome mới trên cửa cốp, nằm sát với kính chắn gió. Trong khi đó, nội thất của xe không có gì khác biệt so với trước. Xe được trang bị ghế bọc nỉ, mặt táp lô ốp gỗ, vô lăng vắt đáy thể thao, tích hợp phím chức năng, màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch và màn hình kỹ thuật số của hệ thống điều hòa. Đáng tiếc là xe vẫn không có những tính năng an toàn chủ động. Thay vào đó, xe chỉ có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát hành trình và đèn pha tự động với tính năng đèn chờ dẫn đường. Trái tim của Suzuki Ertiga Hybrid 2022 là hệ chuyển động MyHybrid mang tên Smart Hybrid mới, bao gồm động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít với công suất tối đa 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với cụm pin lithium-ion, máy phát điện tích hợp bộ đề, ESG, hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Hyundai Stargazer. Cách đây vài ngày, Hyundai Stargazer đã bất ngờ bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố Việt Nam. Điều này chứng tỏ mẫu MPV mới của thương hiệu Hàn Quốc sẽ ra mắt Việt Nam trong thời gian tới. Hiện chưa rõ thời điểm trình làng của Hyundai Stargazer tại thị trường Việt Nam. Cũng chưa rõ mẫu MPV cỡ nhỏ này sẽ được lắp ráp tại Việt Nam hay nhập khẩu từ Indonesia. Hyundai Stargazer đã lần đầu tiên ra mắt toàn cầu trong sự kiện diễn ra tại Indonesia vào tháng 7 năm nay. Mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.460mm, chiều rộng 1.780mm, chiều cao 1.695mm và chiều dài cơ sở 2.780mm. So với Mitsubishi Xpander 2.775mm và Veloz 2.750mm, tân binh của thương hiệu Hyundai có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn một chút. Ngoài ra, Hyundai Stargazer còn mang trên mình thiết kế ngoại thất gây không ít tranh cãi. Theo đó, thiết kế đầu xe của Hyundai Stargazer được đánh giá là kết hợp giữa Hyundai A và Mitsubishi Xpander. Tương tự như vậy, thiết kế bên sườn của Hyundai Stargazer cũng bị nhận xét là giống với đối thủ Mitsubishi Xpander. Trong khi đó, ở phía sau, mẫu xe này thu hút sự chú ý với thiết kế đèn hậu hình tam giác lạ mắt. Bên trong Hyundai Stargazer là nội thất 3 hàng ghế với cấu hình 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi. Ở phiên bản 6 chỗ, xe sẽ được trang bị hai ghế thương gia nằm tách rời với nhau, tạo lối đi xuống hàng ghế cuối. Tại thị trường Indonesia, mẫu MPV này có những trang bị nổi bật như ghế bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch nối liền với màn hình thông tin giải trí 8 inch, hệ thống điều hòa đi kèm màn hình riêng và 4 cửa gió trên trần để phục vụ hành khách trên hai hàng ghế sau. Thêm vào đó là hệ thống đèn viền nội thất, sạc điện thoại thông minh không dây, cổng USB, ổ điện, bàn gấp tích hợp hộc đựng cốc nằm trên lưng ghế trước. Hệ thống âm thanh 6 loa, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy và hệ thống kiểm soát hành trình. Đặc biệt, Hyundai Stargazer bản cao cấp còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai Smart Sense. Gói công nghệ này bao gồm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo khi người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ tránh va chạm vì điểm mù, và hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi. Đó là chưa kể đến 6 túi khí, camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ giới hạn tốc độ chỉnh tay, cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau và cảm biến đỗ xe. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Hyundai Stargazer 2022 là khối động cơ xăng Smart Stream 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp,
hoặc hộp số biến thiên vô cấp EVT và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Indonesia, Hyundai Stargazer 2022 có giá dao động từ 243,3 đến 307,1 triệu rupiah, khoảng 379,5 đến 479 triệu đồng. Kia Carens. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, vào hồi tháng 5 năm nay, lô xe Kia Carens 2022 đầu tiên đã được nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam và được Thaco làm thủ tục thông quan. Do đó, sẽ không có gì bất ngờ nếu mẫu MPV này chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Điều đáng chú ý là những chiếc Kia Carens 2022 nhập khẩu về Việt Nam có hai tùy chọn động cơ xăng. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và moment xoắn cực đại 144 Nm. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.4 lít với công suất tối đa 140 mã lực và moment xoắn cực đại 242 Nm. Động cơ xăng 1.5 lít sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Trong khi đó, động cơ xăng 1.4 lít đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hiện chưa rõ Kia Carens 2022 tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc hay lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, Kia hiện không phân phối ô tô nhập khẩu mà chỉ bán xe lắp ráp trong nước. Do đó, nhiều khả năng Kia Carens thế hệ mới cũng sẽ được lắp ráp tại Việt Nam. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của SUV hạng B Celtis, Kia Carens mới sở hữu chiều dài 4.540mm, chiều rộng 1.800mm, chiều cao 1.700mm và chiều dài cơ sở 2.780mm. Tương tự người anh em cùng tập đoàn là Hyundai Stargazer, Kia Carens 2022 cũng có chiều dài cơ sở lớn hơn các đối thủ. Tuy nhiên, chiều cao gầm của mẫu MPV này chỉ đạt 195mm, thấp hơn nhiều so với Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Điểm nhấn của Carens 2022 chính là thiết kế ngoại thất khá táo bạo nhờ ngôn ngữ Apris United mới của hãng Kia. Tại thị trường Indonesia, mẫu MPV này có những trang bị ngoại thất như đèn pha LED, giải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế bản đồ sao, đèn sương mù trước, vành hợp kim 16 inch, sơn phối hai màu thể thao, nẹp thân xe màu đen theo phong cách SUV và đèn hậu LED. Nhờ kích thước lớn nên Kia Carens 2022 đi kèm nội thất ba hàng ghế rộng rãi. Cũng như Hyundai Stargazer, mẫu MPV này sẽ có cả phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ. Ngoài ra, bên trong Kia Carens 2022 ở Indonesia còn có vô lăng vắt đáy thể thao, màn hình màu LCD 4.2 inch, trong bảng đồng hồ với giao diện thay đổi theo 3 chế độ lái, Sport, Normal, Eco, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây, hệ thống đèn viền LED, tính năng làm mát ghế trước, hàng ghế giữ gập một chạm, cửa sổ trời có thể lật hoặc trượt, sạc điện thoại thông minh không dây, ngăn đựng cốc hâm nóng làm mát đồ uống, hệ thống điều hòa tự động với cửa gió cho cả ba hàng ghế, và hệ thống âm thanh Bose 8 loa. Tuy nhiên, Kia Carens 2022 lại không có những tính năng an toàn chủ động như Hyundai Stargazer. Thậm chí, xe cũng không có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời như Mitsubishi Xpander. Các tính năng an toàn của mẫu xe này khá cơ bản với 6 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước sau, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo. Giá xe Kia Carens 2022 ở thị trường Indonesia bị đánh giá là khá cao, dao động từ 389 đến 449 triệu rupiah, khoảng 611 đến 705 triệu đồng. Honda BZ-V. Từ năm 2019, Honda BZ-V đã được đồn là sẽ bán ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, phải đến năm 2023, tin đồn này mới trở thành sự thật. Trong triển lãm GIAS 2022, ông Jusek Billy, giám đốc marketing, bán hàng và sáng kiến kinh doanh của Honda Indonesia, đã bất ngờ hé lộ thông tin này. Trong triển lãm này, ông Billy đã xác nhận thông tin ngừng xuất khẩu Brio sản xuất tại Indonesia sang thị trường Việt Nam vì không đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Trước đó, Honda Brio cũng đã bị ngừng bán ở thị trường Philippines. Tuy nhiên, Honda Indonesia dự định sẽ xuất khẩu BZ-V sang Việt Nam và Philippines để thay thế Brio. Chúng tôi có kế hoạch xuất khẩu Honda BZ-V để đáp ứng quy định tại hai nước này. Theo dự định, Honda BZ-V sẽ được xuất khẩu sang 30 quốc gia. Hiện xe mới được bán ở 7 quốc gia và trong năm sau, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thị trường. Honda BZ-V được phát triển dành cho Indonesia nhưng cũng được đánh giá là phù hợp với những quốc gia khác, ông Billy tiết lộ. Từ tháng 11 năm ngoái, Honda BZ-V đã được bổ sung thế hệ mới ở thị trường Indonesia. Bước sang thế hệ mới,
Mẫu MPV này có những trang bị ngoại thất đáng chú ý như đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước dạng LED, đèn hậu LED, gương chiếu hậu gập chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED và vành hợp kim 17 inch. Thêm vào đó là tính năng tự động khóa cửa khi người lái cầm chìa khóa và rời khỏi xe. Bên trong Honda BRV 2022 ở Indonesia là không gian nội thất 3 hàng ghế. Theo hãng Honda, đây là mẫu xe có không gian nội thất rộng rãi nhất phân khúc nhờ chiều dài 4.490mm, chiều rộng 1.780mm, chiều cao 1.651mm và chiều dài cơ sở 2.700mm. Ngoài ra, xe còn có chiều cao gầm tăng lên 220mm, ngang ngửa Mitsubishi Xpander. Ở bản cao cấp, xe sẽ được trang bị ghế bọc da, màn hình màu TFT trong bảng đồng hồ, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, tính năng khởi động máy từ xa, bệ tỳ tay cho hai hàng ghế đầu và ổ điện cho cả hàng ghế cuối. Tuy nhiên, xe vẫn dùng phanh tay chỉnh cơ thay vì phanh tay điện tử, như một số đối thủ cùng phân khúc. Bù lại, ngoài 6 túi khí tiêu chuẩn, Honda BRV 2022 còn có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, cảnh báo khi xe phía trước chuyển bánh và đèn pha tự động. Ngoài ra, Honda BRV 2022 còn được trang bị camera cập lề Honda Lane Watch. Đây là những trang bị an toàn không có trên Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga Hybrid. Động cơ của Honda BRV 2022 là loại IVTEC 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít nâng cấp, dùng chung với City Hatchback. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 121 mã lực tại tua máy 6.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng trên phút. So với các đối thủ, Honda BRV 2022 mạnh hơn đáng kể. Sức mạnh này được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT. Giá xe Honda BRV 2022 ở thị trường Indonesia dao động trong khoảng từ 275,9 đến 339,9 triệu rupiah, khoảng 439 đến 541 triệu đồng. Với sự xuất hiện của 4 gương mặt mới kể trên, phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam sẽ có tổng cộng 9 thành viên là Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki Ertiga Hybrid, Suzuki XL7, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premier, Hyundai Stargazer, Kia Carens và Honda BRV. Điều này chẳng những tăng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt, mà còn đẩy tính cạnh tranh trong phân khúc lên cao.